Chào mừng các bạn đã đến với game nhà bè. Thì đây sẽ lại là một map của Subaby nha các bạn. Đây là sẽ là map thứ 3 của Subaby sau map mình bắt ghi mình ở lộn mình quên rồi, từ sau hai clip trước. Nhưng bà dê gì? Không. Rồi mấy bạn, theo như bạn thấy map này khá là chán. Mày tệ quá. Sẽ tệ hơn chuột nữa. Chấp nhận đi. Lại cái tàu đó đi chuột. Chấp nhận. Ơi cái tàu đó chạy được không? Không, nhưng mà có đồ. Không. Tao nghĩ mày không thích điều đó rồi. Và đừng đào vì nó có chỗ vô. Sao nó tệ vậy? Tao biết là tao sẽ tệ hơn chuột rồi. Để tao quên sai chú lên. Giá chỗ. Sao tao đào ra tao không thấy gì ta? Mày. Gì? Mày. Red. Không. Đây chặt cổ đi. Mày biết là mày không thể chặt được mà. Đó cô đừng cho tao được bàn tay. Tao đâu cho mày hình bàn tay. Visitor. Tao chỉ trả thù thôi. Đừng trả thù. Mày, mày có thể xây được mà. Chỗ này có gì không? Còn cái tàu lửa dưới nước thì sao? Ồ, tao hiểu rồi. Cái này có đúng phải tọa độ không? Không, cái này là một chỗ. Chứ phải tọa độ. Thôi nhìn làm sao kìa, bơi đi đi. Không sao. Từ phía này là đằng sau cái nhà trắng. Nếu như đào một cái lỗ ở đây thì nó có hiện ra trên bản đồ này không? Không. À có. Cho tao cái xẻng. Bấm mì. Không kệ mày. Người tuyệt vời mới có bấm mì. Hello guy mà tự làm bánh mì đi. Nên là xuống cho. Xuống cho đập đồ. Cho mày tìm, cho mày bánh mì nè. Đứa nào lắp chỗ này lại bằng đá đây. Ồ đây là lỗ tao. Đây ngay phía sau nhà trắng. Để cơi góc này là nó sẽ nằm về phía bên đây. Ok. Giờ mình sẽ đào kho báu nữa các bạn. Tại vì nó không khó tới vậy. Nó không khó tới vậy đâu Bin. Không, để vậy xem nó... kênh nó có lủng cái lỗ nào không. Không. Đúng rồi, nó có lủng lỗ nè. Khó tới vậy đâu. Chắc là qua đây xíu. Sao chuột té ở đây ngoài vậy? Đứa đang lấy hết đồ của tao vậy? Chuột. Má mày chuột. Nhả đồ ra. Ok. Chuột trong nhà giam rồi. Win. Chuột trong nhà giam rồi. Ra. Ở lộn cho tao vô, mở cửa ra cho tao mày. Ok. Tao vô. Sao mày ra ngoài mày không nhấn vô giường khác chuột? Yeah, bởi vì nó sẽ ở chuột, mày đừng có phá cái giường. Nếu mày phá thì mày chết á. Ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi?
đâu rồi? Có hoa trái nè. Không. Kêu nó trả đồ mày đi. Có hoa trái. Kêu nó trả đồ mày đi kìa. Muốn cho nó hoa trái. Đi chơi. Một trả đồ kìa. Chết rồi. Ủa đi ra đường gì vậy? Đường trên. Tính hồi sinh đâu vậy? Nó hồi sinh trên bóc nhà. Họ săn quái thú. Quái thú. Rồi mày chuyện tao đổ chưa? Không, tao đổ mày như là tao đổ cứt. Đéo tìm nữa. Đó. Đây mày muốn đem tỉnh chiến xô. Xô này là hiếm chưa? Hiếm rồi. Ê. Sao? Không hiếm nữa. Tao giết nó nha. Giết đi. Hay mày giam vô đâu đi. Giết một trường đi. Ném thuốc mất máu vô chuột đi. Cho tao một cái cung. Cho tao cái cung mà. Và mũi tên làm chậm. Thế tao đã lấy được cái cánh. Rồi nó còn thiếu đuôi ủng hả? Và một thanh kiếm. Ok, tao nghĩ tao đủ rồi đó. Thiếu một cái ủng và một cái kiếm. Phần thưởng là gì chứ? Sao tao lấy cái nón tao đang đội ra không được. Để hết ai giờ đi chơi cổ hả? Không đi chơi. Mày biết là sao không? Tại sao? Vì cái cánh đấy. Cái cánh là sao? Mày đéo thể nào mà gỡ ra được. No. Thiệt luôn. Yeah, tao bay mãi mãi rồi. Chị. Chơi cổ nó đi. Muốn chơi cổ ta. Thôi đã, bây giờ tao bay rồi tao sử dụng pháp bông. Biết. Nhưng mà tao không biết cách để sử dụng pháp bông. Đường pháp bông phải ấn xuống đất. Khó quá mày ơi. Làm sao? Mày nhảy một cái xong rồi mày nhảy lần nữa là nó bay rồi. Nhưng mà làm sao để vừa bay xài vừa bay mày vừa xài pháp bông. Ừ. Nhảy rồi giữ pháp bông. Rồi tay bò tao lại mày. Té. Thằng này. Chuột đen là bàn tay hả? Nhớ giữ pháo bông là được rồi. Lại lần cuối. Thôi từ từ. Nhìn lên. Cứ hả ta từ trên chỗ cao nhất đi. Hai
em sát của mày đâu rồi chuột. Thả ra ở trên đó đi. Không, mắt mày là cứt. Mắt mày quay rồi mà, mắt mày có gì mới đâu. Không có cái, có cái trà tử. Thôi, chắc nghe chán quá. Trù hả tao? Hả? Cho tao lên chỗ cao. Ủa sao nó... Con đã tao chỉnh mày hả? Chưa lên chỗ cao. Làm gì vậy Trù? Để tao xem nó phát ra bằng cách nào. Chuột phát ra đi. Phát ra khỏi nơi này đi. Mày đâu ra đấy đặt đồ luôn á. Đâu đặt đồ được. Bài này khó quá. Nha tham quan. Như vi. Đó, tao bay được nè, nhưng mà tao không bay lên, tao bay hẳn xuống. Đi, tao đổ đi. Hay là để tao tiền. Tiệm đi, gánh thì tiền. Mệt, tao đổ mày là cứt. Tao đổ quá à. Tao đổ không real. Đâu chưa, đưa tao đổ đi. Không. Tao quên mất tao đổ rồi. Chị không có tao đổ đi, chị có trình được á. Đúng không chuột? Im, đưa cuốn sách tao đổ cho con chuột đi. Ok, chuột nè. Tao biết bay rồi. Để tao bay cho. Ba con phát chết mà hen. Sao mày có con cá nóc? Tao câu được hai con cá nóc. Wow. Là sao nút mày bự vậy? Hả? Tại vì tao chỉnh cho nó bự dễ chơi. Tao chỉnh đồ nhẹ nhỏ lại nữa. Ở nãy giờ tao làm, tao chơi mới chơi thôi, tao làm được có màu xanh với lại có màu trắng nè. Cái nào? Nè. Hay không? Ủa tao giải, cái đó tao giải mà. Nhiên. Hôm qua tao cũng giải giùm mày cái đây chứ gì nữa. Xạo. Xạo. Sao mày chơi còn bao nhiêu phát, bao nhiêu đây phát hai vậy? Chuột lấy nữa mà. Này chơi là sao ta? Học mửa có lần tao làm nè, bay nè, tao tháo ra xong tao gắn vô hàng chỉnh nó, xong tao quên, tao quay qua quay lại miếng xong hư hết luôn. Bay ba. Bay được hai ba lần à. Chuột tìm sao rồi chưa? Đéo có chiến sao? Đâu mày à? Mày đâu chuột? Thế thì được chiến sao? 96 gì mày ngu hả? Mày tìm đi, đây 90 rồi. Mày lên chỉ còn tìm thấy, chị này chỉ cần tìm cái quần. Tìm cái chỗ. Áo, tìm cái áo nữa thôi. Tao đưa sách cho tao xem coi. Đưa sách cho tao xem coi. Tao bắn pháo bông nè. Ta sẽ lấy dấp này đờ mà. Cái ở giữa là độ cao của mày á. Cái ở giữa là độ cao của mày chứ không phải gì đâu. À, tao hít bài.
phải có cái chống nổ mới được. Này 80 rồi, điểm 96 đi. 82 rồi kìa. Mày đang đùa với thời gian đó Su. 82. Ok, xem coi nãy giờ tụi nó làm việc gì rồi, tao quên. Tao đang cố bay đến chỗ tụi bay. Tao bay được rồi. Rồi. Tao đồ mới là cứt. Tìm được rồi. Mày nghĩ ai tìm được? Ở đây 91 nè, tìm đây đi. Chị đâu kìa? Kìa mấy ông giọt nữa rồi. Ở gần lắm á. Đây ở gần lắm á. Nè. Nhưng mà cái đầu là 129 nè. Những con người nhàm chán. Đưa tao cũng sắp rồi. Đưa cho anh. Đưa tao cũng sắp rồi. Đưa cái tên lên đây. Đưa tao cũng sắp rồi. Từ kỹ nữa. Bắt tập 126 rồi. Mày sai rồi. Đâu? Biên, thằng chuột nó vừa tìm một cái hai lần. Nó đọc cuốn sách này nó gần lắm rồi mà nó tìm cuốn sách đọc cuốn sách khác. Trời, biết gì anh chuột, mày đỡ chỗ này rồi anh chuột. Chuột đúng rồi, nó đọc blog. Thì nó tìm mà. Rồi Biên, Biên đào. Đúng hết. Mày tìm Biên đào. Mày lừa tao. Tao xem coi tọa độ đứng đây đúng không? Đúng đây. 128 66 96. Mày lừa. Chùa. Không, không mày đánh cứt. Chú đâu có chơi đập vào góc đâu. Ngủ chưa? Tao quên bỏ đồ trong cổng, từ từ. Tao bây giờ cởi cánh ra được hả? Xuống lại chỗ đó đi. Ôi. Cái gì vậy? Mày lừa tao. Chỗ đâu rồi? Kiếm mạnh nè. Ủa mày lượm hả? Ừ. Rồi, mục tiêu của mày đó. Tên của kiếm đó, mục tiêu của mày. Tên kiếm là gì? 12:08:52. Thợ săn người.
Ta thắc mắc trong nhà sắt này có gì. Đối thủ của tao. Mày đánh cái nó chết mày nghe rồi. Dạ thợ săn người. Người hát ai vợ. Không có trong đây đâu. Gặp cửa sổ. Dạ sẽ hát ai vợ đi. Cái địa điểm. Địa điểm gì vậy? Địa điểm xạo lộn. Tại sao khi bắn là pháo hoa đi chung với tao? Ủa, chuột đang ở cái cổng. Cổng nó bên kia dòng sông. Bên kia dòng sông. Tao pháo hoa sẽ bay qua. Chết mẹ kia. Xuống đây xã hội rồi. Đạt vì là ê chuột ta giờ mới nhớ chuột tên Đạt. Đạt vì là. Ủa mày quên nó là tên Đạt. Ờ thật sự ta không nhớ nó tên Đạt nữa. Hay gọi bằng chuột mà. Ủa con chuột đó là Đạt vì là đâu. Đạt vì là đâu. Telebot nó. Đây nè, tê có dung nham nè, telebot nó té xuống. Nó đi chỗ khác rồi mày ơi. À nó chạy rồi. Nó sẽ tiêu bọn nó lại mày. Dám chạy hả? Mày không thắt đâu con trai. Quay lại chiến đấu đi. Tao chiến đấu mày được. Tèo. Chú đâu cho chiến đấu đâu. Chó chơi bình thường đi Su. Ok, tao sẽ cho nó đánh người. Ta thấy má chán à. Giờ đây nóng quá. Kìa, chuột có kiếm vàng rồi kìa. Tôi sẽ bắt chuột. Nghiêng chuột, nghiêng chuột, nghiêng chuột, nghiêng chuột. Lên đây. Chưa, chuột chưa chân sạch sẽ. Mà mày đánh phát chuột chết mày. Ủa chơi. Không sao, tao sẽ cung cấp đồ cho mày. Ở đó đi, tao sẽ cung cấp đồ cho mày. Vậy tao chơi nhà đây. Đó rồi. Tao ăn chồng. Cung cấp đồ cho chùa. Tao sẽ bước. Đừng, tao ăn cung cấp đồ cho một chùa. Đừng. Mày giết nó rồi. Tao nghĩ này đâu có đam đâu. Cần câu á hả? Không, kì kiếm đó. Tao xài cần câu mà. Ok. Mày dám. Nhà chuột đây nè. Sao mày bỏ chạy chỗ? Tao bỏ chạy. Bỏ chạy rồi. Dạ đường. Ra khỏi mục tiêu của tao. Nè, chuột, giết anh mày đi. Rồi, mục tiêu của mày đó. Sẵn sàng rồi. Chuột sẵn sàng rồi. Mẹ. Cháu về cù viết. Để tao tạo một đấu trường cho hai tụi bay. Sao nó hồi máu liên tục? Tao cho nó cắt áo vàng. Kiếm vàng, kiếm kim cương. Tao sẽ tạo ra một đấu trường cho tụi bay. Tao
Ding ding ding. Ding 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 ding. Bữa kia chắc ta ra lửa đó. Ăn cứt. Không làm được cái ăn gì hết. Gì vậy? Gì vậy? Hai tụi bay đưa hết vũ khí của hai tụi bay đây. Đúng đánh heo lâu vậy. Đưa hết vũ khí của tụi bay đây. Trần đi. Hai tụi bay đưa hết vũ khí đây. Bin chuột. Bin chuột đưa hết vũ khí đây. Anh ta giết mày đó. Chuột đâu? Đưa hết vũ khí đi chuột. Đây. Không bao giờ tìm một... được tao dưới địa ngục. Tao có một chuột khí mới. Tao có một đấu mới. Chuột đấu dưới đây xã hội. Cái khác. Đưa hết vũ khí đây. Rồi cho Bin xuống đây xã hội đi. Tao đang dưới đấy mà. Còn là tao có thể chơi ác hơn. Đúng nha mươi. Đưa hết vũ khí về đây. Mệt quá. Tàn là cứt không à. Nè lại đây lấy đi. Ở đâu? Bỏ trên người. Chỗ đâu đứng? Vũ khí. Rồi. Đó. Vừa có phun rồi. Rồi hết đồ mày chưa? Ok. Chuột. Đưa giáp đi kiếm của mày đây. Và khiên nữa. Đưa giáp đi kiếm, kiếm của mày đây. Ok 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 ok. Rửa tay đi. Rồi đưa hết chưa? Đưa hết chưa? Cái khiên luôn. Hết đồ luôn. Hết đồ chưa? Hết đồ chưa? Từ hết đi nhanh lên. Quán nằm ngoài nó không cần lạc nữa. Ok, trở lại nào. Ok. Tao lỡ nhốt mình trong đây rồi, thả nó ra đi. Đâu bắt tờ đấu trường quần què gì. Cần ngưng video lại để chuẩn bị không? Chết, nãy giờ mình quên quay. Nhưng mà quay quên quay, nãy giờ mình đấu cưỡi heo. Hai đứa quẩy mình luôn vô xuống. Nãy giờ mình đấu cưỡi heo với BHAG nên mình đã, giờ mình chiến thắng rồi nha mấy bạn, tại vì BHAG. Táo vàng xài táo vàng. Một tổ trường sinh. Trời mẹ nghe liên quân quá. Nó có sắt. Tạch trẻ trời. Heo ơi, ăn sắt không? Gì ra. Giết heo đi. Thổ lộ giết người đi. Nữa hả? Bắt đầu. Heo nhiều máu vậy? Đừng chuột, ta chưa lên heo. Chuột chứ. Anh mày chưa lên heo à chuột. Chuột. Heo lên khó quá. Mình chỉ cần miếng giữ dọn heo mà. Có gì hả? Trời đó biết á. Tao cho con heo ăn rồi. Nỡ nó chết rồi. Máu con heo cũng đâu có nhiều đâu. Đi cho đánh heo kìa. Đánh người bị mày, không đánh heo. Nói. Bên này vừa ăn vừa đói rồi. Chùa đánh tao khó hơn rồi, tại vì nó xài cái tâm.
năm hả mày? Tao nói mày giấu cái dấu tuyệt vời hơn nghe chưa? Nó xài tâm mày ơi. Tại nó nói dấu tâm tuyệt vời hơn thì cho nó xài, tại thì nó xài tâm. Gì vậy? Sao tao lại xài bám đây? Gì mày vừa ao mà. Im. Vậy. Ok, nãy mày bị ao ra, giờ mày sẽ tiếp tục. Từ. Mày xem tao với chuột đánh nhau. Mẹ, cho hay tao không thích đánh cưỡi heo tí nào, quá chậm. Thôi, tao với chuột. Ok, trong người hai nó đánh nhau, mình sẽ làm việc. Với lại tao quên đi. Chỉnh sáng tạo lên, tôi lộn chỉnh sinh tồn. Giờ mày bất bại rồi. Chỉnh sinh tồn. Rồi. Ủa sao tao đánh heo này không được mày? Ờ Giang. Đâu? Mày biết anh Giang á? Mày chưa cần kiếm được anh Giang. Đâu? Ủa tao bị lát hay gì á mày? Đâu? Đi xuống Giang. À tao thấy mày đang bay. Để tao giải cứu mày. Tao vẫn nghe hai bài này đánh mà. Tao bị gì vậy? Đi xuống chân vậy. Ừ, tao giải cứu pin mà. Mày giải cứu được cái gì? Một cách giết mày. Chứ ra khỏi cái cửa này không thôi tao sẽ đập nó bằng tay. Ủa, lộn nào? Lộn nào? Rồi, tao với một chuột cưỡi heo. Trong khi đó mình sẽ làm việc. Làm gì vậy? Việc tối cao. Còn ôi gì? Mày nghe. Ý mà còn gì ác độc hơn là sử dụng món Điên. Ăn yêu thích của con heo để giết nó. Điên. Chú ăn vàng ấy chơi chứ kiếm đi. Thôi đừng mát tao, tao không lại gì á, kệ mày, mày ngu mày chết. Đừng mát. Chú ăn gì? Thôi. Kệ mày. Tao muốn thi bắn cung. Bắn cung hả? Ok. Với con này. Tao sẽ tạo cái bắn cung. Heo này mày phải đi với tao. Tao dắt con heo về đây. Con heo này sẽ thay thế con heo cũ. Tại sao? Tại vì heo cũ là cứt. Làm nó điên rồi. Sao mày cười? Mày điên rồi. Heo con nè. Ăn thịt heo trước mặt heo con. Heo phép ba. Nó nhìn tao. Heo con. Chết đi mày. Eating animal from middle nè. Mua mẹ. Xe đi. Sao giờ tụi mày lại thế này? Giờ đây còn mục đích gì để tao quay nữa không? Ừ. Yeah, cuộc thi 2 đã bắt đầu. Bây giờ thì sao? Đưa mày
Chuột mày chọn nỏ hay cung? Nỏ. Cung. Không, cung mày. Tại sao? Nỏ bắn chữ. Ok. Cho tao mũi tên. Mày ăn của em đây đi chung ơi. Biểu mày té. Mày đánh tao té rồi. Mày thành đạt villa rồi. Mày với ấy xã hội mà. Nếu như nó bắn thì nó có gì hiện lên không? Rồi cái phòng đầu tiên, cái tâm bự đó. Mày vượt qua mày rồi. Nó quá dễ. Nó bắn mày lâu. Tao thấy này dễ vậy. Từ cho con chuột bắn nè. Ý tao là tao muốn bắn cung lửng nhau. Ôi dạ. Ai biết mày nói cuộc thi bắn cung. Đó, ví dụ vậy đó. Ok, chó đẻ. Tao anh mày nghe chưa? Không, chó đẻ. Chó đẻ đấy. Chó đẻ. Lên đi mày. Sao bắn qua bên đây nó không có pháo hoa? Đi. Bị lỗi mà. Hay tại vì nó quá dễ. Yeah. Ok, 2-0. Ủa mày thắng hả? Chứ gì nữa, tao người bắn trúng đầu tiên. Chuột vừa cơ. Tao bắn trúng. Không. Tao nghĩ em bắn trúng. Không, mày xạo. Xạo rồi. Mày xạo. Kết cục của mấy người xạo nè. Kết heo của mấy người xạo chết luôn. Xạo của mày. Ok, giờ cuộc thi tiếp theo là gì? Chi tiếp theo hả? Là tem ức. Thế sợ. Gì? Như kiểu gì? Như kiểu bắt cua hai người hả? Không. Bắt cua hai người làm gì được. Mày điên hả? Biết. Gạt từng ngày gạt từng kia. Nhưng mà nghe phức tạp quá nên thôi. Chứ mày nghĩ ý tưởng gì? Tao bắn còn lại đạp không biết. Một ý tưởng khác mà mày không nghĩ ra được. À, hai đứa tao cùng đánh một con boss. Hay đó. Nhưng mà boss trong đây khá ít và chỉ có mỗi Warden và một vài con gì đó. Ra bên trời quá dễ. Đi trời vậy còn đi đâu. Hay đánh không, một... Tao có con khó hơn á. Giờ làm ơn đừng là Warden. Tao biết. Tao có con khó hơn á. Con mà mày sẽ ghét. Chắc chắn là ghét. Cực kỳ ghét. Đi ghét. Này phun nước miếng á mày. Gặp ba. Này thì trao đổi đồ. Trao đổi đồ. Má. Rồi. Nhìn có dễ tệ. Cho kiếm nè. Tao có con hai tụi bay. Hai tụi bay xí nhé. Chuột lấy hai cái rồi. Tèm ướp. Chuột lấy hết hai cái rồi. Tèm ướp vừa. Vậy tắt khả năng đánh trúng player đi. Mày đánh tao mấy lần rồi. Vậy mày còn bắn cung nữa. Thì có bắn đâu, tao đang ăn bánh mì mà mày giết tao. Tao cửa tài. Tao có nên chịu không? Tao sẽ thở bắn cung. Tao sẽ bắn cung. Tao kì rắn lòng dừng. Rồi cho tôi giáp đi. Ok, giáp kim cương. Không, giáp bà, giáp sắt thôi. Thật là Chị sẽ bắn trúng cung mày. Chia sẻ cho nhau đi. Chia sẻ gì? Giáp. Tao mặc xong hết đi, đưa mày chưa. Ê, tao không mặc giáp được. Cái cánh. Cần tao giải cứu mày cho cái cánh. Không, tao nghĩ cánh ổn. Nè. Lấy nhanh lên chỗ. Chắc chắn là con này hai tụi bay sẽ ghét. Rồi làm gì làm đi. Sao mày cho tao cái thú gì vậy? Cái giường kìa. Thôi hồi bấm vô rồi, bắt đầu thôi. Hai con. Ủa. Ôi ơi. Nó tên là
À vậy mày cho con pháp sư ra luôn đi. Rồi chết rồi. Chết hết rồi. Sao nó mạnh vậy? Thì nó mạnh mà. Hoặc là mày không mang giáp. Ê khoan. Con nào khác đi mày ơi. Thằng nào muốn cầm cung, thằng nào muốn cầm kiếm. Ờ, tao muốn cầm cung. Rồi đưa kiếm mày đây. Dạ yeah, chưa. Chắc có được chọn loại cung không? Cho được. Tao cung, cho tao cung độc. Cung độc hả? Chị xuống cho giết kìa. Gặp tao. Mày nhấn vô nha. Vô dự vậy mà. Ngờ nó giết mày cho mày hồi lại full máu à. Nó có thể ăn hồi máu à. Không kệ mày. Ừ kệ mày. Ủa, đi lên. Boson là độc hả? Aversion, poison. Yeah yeah yeah. Yeah 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 yeah. Tiếng kia rồi, bắt đầu con khác đi. Thôi cho từng mạng kiểu là bây giờ từ con dễ nhất đến con mạnh nhất chăng. Ok. Rồi tao cung sẽ đứng đây. Sao bên kia có cái tường backdrop vậy? Đừng để ý tới nó. Sao tao bắn một phát ăn heo nó không chết à? Kìa có gà kìa. Ủa sao mày lên chứ? Là tao quên cái gì. Kìa, gà kìa. Sao mày đập cái giường? Giường để giữa, rồi, ổn đó. Khác mà, khác gì? Dạ. Tại sao lại là thế này? Thì mày nói từ con dễ nhất mà. Nhưng ít nhất con nó không phải biết đánh chứ. Ok. Con lấy biết đánh hả? Dễ cho đường luôn. Ok. Chắc là sẽ khó khăn cho tụi bay nè. Chuột. Cung. Cung là cướp. Cung. 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 Ăn em nhà họ xôi. Mày thì em nhà họ xôi. Ủa giết hết hả? Chuột mày nhiêu điểm kinh nghiệm chuột? Ủa? Ta 5 điểm kinh nghiệm. Rồi, tao muốn đổi đồ. Giỡn. Nghe được vậy hay ha. Lấy kinh nghiệm đổi đồ. Lệ cung của mày này đi. Không, đó là mũi tên Sida, tao không muốn xài. À không, đúng rồi. Trời, con tiếp theo. Mày lấy chứ. Nimble friend. Con gà này nhìn tao hai mắt. Hai mắt. Con mà tao thích. Ôi non. Cung của mình vô dụng. Tao muốn mua. Tao lại chi. Ha. Lại chi 5 mà. Giờ tôi nghĩ mua cái gì. Ủa con này có bị nhiễm nhiễm độc không? Không. Nó không được nhiễm nhiễm độc đâu. Đúng rồi chưa? Xong lên đi chưa? Giống dĩ nó là độc mà. Ừ. Cho mày khiên này chưa? Chết rồi. Tao cũng muốn có khiên. Không mày, mày cầm cung mày đéo có khiên đâu. Là phải nhớ đến trò kia. Nhanh lên chuột, cầm khiên đi chuột. VL 5G đó bay. Còn tiếp theo. Nhiều tiếng rồi. 44 phút. 44 phút hãm hại. À tao, tao quên mất. Đến bây giờ mới có đối thủ xứng tầm. Nhưng tao bắn với nhau rồi. Tại sao chứ gì thì nó bắn trúng nhau hả? Với là đây là trời nắng. Steve đã bị hạ. Steve. Ủa sao Steve bị hạ rồi? Sao mày tệ vậy chưa?
Hay là mày... Còn cái cung, còn cái tên nào mà nó mạnh hơn tên độc không ta? Tên màu đen. Tên màu đen là tên gì? Tên chậm. Đó, nhiều đó rồi đó. Không chứ. Tao chả chạy nói. Ủa sao mày bay không? Mày là lít. Mình là bị văng ngâu hỏi mày quá. Mày không mày. Để mày chút mẹ. Anh sao sao buổi hai kim miệng sẽ mua sắp từ cá này quay gì vậy? Ok tiếp tục thôi, từ này miễn nhiễm với độc ha. Trời ơi, cung như cứt. Snow. Dùng đặc biệt. Tao nghĩ tao thắng rồi. Cái gì vậy? À, tao sẽ cho nó khó hơn. Ví dụ, tao xài hơn 6 từ mỗi tên rồi. Thì sao chứ? Nhìn có tuyệt gì rồi. Sao có hai mẹ con gà ở đây vậy chuột? Mày giết tao giết, tao giết mẹ mày giết con đi. Bin. Mày 20 mũi tên sida mà. Mũi tên. Tao giết con. Tao giết con rồi. Wow. Chị Biên ạ. Để lúc cung của mày có tác dụng rồi. Trời ơi, cung đã vô dụng nữa rồi. Chút mẹ gác rồi. Lát rồi, mẹ bò viên. Số làm gác rồi. Đừng cho cái con bự nữa. Cái con nhỏ được lắm. Tại nó không có đam mày đó lắm đâu chùa. Mày nghĩ tao an toàn. Thật luôn. Cung của mày vô dụng. Đâu rồi. Chú làm cái gì à nữa. Thằng con cái con bự đây nè. Biết người ta làm rồi. Con slime này không sao tao không thấy nó xuất hiện ở map bình thường ta. Xuất hiện cái ham à, hay à. Sao đánh tao mất máu? Nó đi ngừng dọc thời gian rồi á. Tao bắn xong quay lại cái nó chết. Ôi sao đánh nó không đánh tao luôn á. Mấy con nhỏ nó không đánh mày. Thì nó đang cố gắng làm cái gì vậy? Đánh mày. Cô tắm nhỏ em đi kiểu muốn xin mẹ đó. Ơi có cung hồi máu không mày? À tao có đồ này. Ổn rồi cho tao bình hồi máu đi. Không sau trận đi mày sẽ được hồi. Mà. Hay là muốn hồi giờ? Ý là cho bình để sử dụng lúc khẩn cấp hay là chơi mỗi cái mỗi lần một mạng thôi. Và bình hồi máu sẽ có tác dụng. Dạ con chuột. À không, mày đánh đấm nó đi, tao sẽ xài cung bắn nốt đó nè. Ý ta là cho tụi tao bình hồi máu, phải ném bình hồi máu cho người tụi tao. Chị gian nhỏ đóng luôn kìa. Giết nó đi. Và sẽ, cũng sẽ có con làm phiền mày nữa. Rất nhiều. Tao nghĩ nó bắt đầu đánh ra được rồi. Không,
Không, mình con xin đi kìa. Mình lo xin đi kìa. Nó sẽ spam bất cứ lúc nào. Chắc chắn là do tao làm này. Nó không bắn cung giỏi tao được đâu. Tao sẽ chạy được mày. Trời ơi, sao mày chậm quá vậy? Có xong đóng tao rồi. Với lại còn cái cung nào, còn tên nào mạnh nữa không? Tao còn 62 tên. 62 tên hả? Nãy giờ được 120 tên đó. Có tên nào rồi mạnh? Nhặt hết đóng xung quanh đi chùa. Nhặt hết đóng xung quanh đi chùa. Đúng 12 người sẽ cái chết chết phép xong. What the fuck? Đông quá, tao đứng góc này cho chết. Trời ơi, im bần. Ủa sao nó không đánh tao mày? Thì sáng mà. Ở đâu đánh tao đâu? Thì sẽ đâu đánh đâu. Thì có đẻ mày. Mày không làm được gì nữa đâu. Chỉ có làm gì. Ngu. Ngu. Ngu làm có ngu. Một ngày đi đánh được. Ngu. Ngu. Tầm tao bắn xa. Không với mấy con ở trong chỗ này đi. Ra chỗ, mày che nó rồi. Ngu. Phát bắn cuối. Còn chưa xử lý xong con màn này nữa mà mày chịu hồi con mới rồi. Tên là chả có hút hồi máu nữa. Nhiều bạn mà vĩnh viễn luôn rồi. Ý á. Ê tao quăng cái hồi máu chung đó. Tự nhiên nói kêu cho tao hút rồi. Điên tới lúc cung của mày hoạt động rồi. Sao nó lại có full giáp chứ? Cung e chan. Mày thấy cung tuyệt vời chưa? Chưa. Tại sao? Cung tuyệt vời mà. Chuột chết rồi. Trời. Con này tên là Hoang. Giờ tao bắn chậm slide. Rồi. Nó không slide. Rồi chết đi. Tao chưa biết mày sao ra được đây nè. Ơi. Rồi đưa mày cung nè. Tao luôn đưa mày mũi tên nè. Mũi tên gì? Mũi tên mũi tên gì? Có mũi tên nào mạnh không? Mạnh hơn mũi tên độc. Mũi tên độc yếu á. À có. Tao đưa mày nè. Đâu đưa ra đi. Chuột lấy hết rồi. Ồ à, mũi tên gì đây? Ồ oh, instant damage. Còn hết mẹ mũi tên độc đi. Tao mày mua giá không? Chuột lấy mũi tên đó giùm tao đi chuột. Để chút nữa tao khỏi lấy nè nhầm. Tao mày mua giá không? Không. Lấy mũi tên đó giùm tao đi. Thì ta có thể mua quân đội được không? Quân đội hả? Ờ. Người tiếc. Tác dụng nảy lùi. Quân đội hả? Tao muốn mua con quân đội. Quân đội hả? Tao không biết đang nói gì nữa. Tao còn mua người mới rồi. Ok, đưa hết đống đồ nãy giờ mày có đi. Chuột ơi, giết cho nó đi chuột. Ôi, nó bị chết rồi. Ủa đâu vậy? Ủa gì mà còn sống? Trời. Giờ nó chết rồi.
chưa? Trong lấy số gì? Sao mày ra ngoài tay gì? Tại vì tao là hacker. Hacker? Giờ hiện tại hacker. Mới bị văng ra ngoài nữa các bạn. 6,24 viên. Mày số vậy mày, mày xu. Không mày. Nãy giờ mày có được nhiêu đồ rồi? Bước vô xin lòng mày đi. Sâu, dịch chuyển đâu vô, tao bị văng ra rồi. Con kia, nó bắn tao không được. Nó bắt đôi giày rồi. Chuột mất đôi giày rồi. Instant damage. Má, mày để nó gì đâu ăn muộn mà. Để bước hết đổ mày vô cổng luôn. Ủa sao con này tao bắn hoài nó không chết vậy? Nó trâu vậy? Cung nó không còn tác dụng nữa hả? Không, mày bắn cái chúng rồi. Bước hết chưa? Ủa sao mà tao bắn mấy phát chúng rồi? Ra chưa? Ủa? Sao nó chưa chết số? Tao bắn nãy giờ không rồi? Xuống. Mày xem lại cái con đó đi xuống. Dạ. Cái con này nè. Thì nãy giờ nó không chết. Nó là... ném thì tất cả những đồ hả? Ừ. Thì ném không trúng kìa. Ném không trúng thì biến. Ném sao để cho nó trúng? Ném vô cái luôn rồi. Chuột ném đi. Ra chuột. Em bắt cái nón gì chứ? Rồi mày muốn có giáp mới hay người đồng đội mới? Người đồng đội mới. Người đồng đội mới. Còn chuột. Giáp mới. Không, chỉ đủ cho một người, chỉ đủ cho cá rồi. Ừ. Vậy sao mày hỏi nó là gì? Người đồng đội mới là cái gì? Người đồng đội mới, y như mày nói á. Người tuyết. Mày muốn người tuyết hả? Người tuyết bắn lửa. Làm một cái trụ người tuyết ở giữa đi. Tao tính làm cho mày... Ivan Golem thì mạnh quá. Tại thì đó là hết số tiền của mày rồi đó. Nghĩa thôi, cứ làm gì nè. Giáp tao còn thôi rồi. Kệ mày, tao còn không có cái giáp ngực nữa. Nè. Cái quần hư rồi. Tao đéo có giáp ngực, về giáp tao cũng gần hư rồi. Cái quần cũng gần hư rồi. Tao đánh Ivan Golem nha. Yeah, có con này rồi tụi mình khỏi còn làm gì nữa rồi, chịu hồi ra con mạnh đi. Con mạnh hả? Tao chả biết con nó còn gì đâu. Thấy không em? Chắc con gì. Nhưng mà có con gì là con mạnh chứ. Dạ. Yeah. Muốn đánh mày. Con mà tao thấy mạnh nè. Con bắn lửa hả? Không. Không phải con bắn lửa. Với lại mũi tên nó sắp tên cung sắp gãy luôn rồi nè. Nè cho đồ. Mày đâu rồi? Đưa mày nè. Thì bắn ai rồi vô lần, có mấy ai rồi vô lần sẽ giết mày. Không, đây là ai rồi vô lần do tụi mình tạo mà. Ủa sao không giết tao? Vì đó là ai rồi vô lần do mình tạo mà. Ê, bà, mày làm gì nó rồi? Chúa. Người bạn. Chuột đuổi nó đi rồi. Số tiền của tụi bay bay màu rồi. Tặng chuột á, cho làm lại con ai gần mày. Không, số tiền của tụi bay bay màu. Ok. Tiếp rồi. Tao hay ai chan cung không? Mày muốn bán luôn, ai lần luôn, mua em không? Muốn. Còn là giết nó, muốn bán nó không? Nhổ muốn lấy số tiền mượn. Rồi, đây. Tất cả tại mày á, chuột. Nè. Đủ để mua giáp kim cương à. Rồi hai tụi bay chia ra đi.
Nhưng ta vẫn còn phải mặc cái áo này, cái áo cánh này. Rồi, ta lấy bộ phận còn lại. Mày lấy cái ngực. Nhưng mà chuột mất quần rồi. Kệ nó. Chuột là thằng tham gia. Nè, quần của mày nè. Mặc đi đi. Tao không mặc được cái ngực mà. Cái ngực là cái phần giáp lớn nhất rồi. Mày muốn gỡ bỏ ngực cái cánh giáp đó giờ. Tao xài thôi. Tụi mày tao xài còn muốn cánh còn đâu. Thôi, được rồi. Nhanh lên, thử thách tiếp theo. Tao giết ai mình luôn làm rồi. Từ đây tao bắn trái cái cung coi được không? Con mà tao thấy mạnh nhất. Đó là con gì? Quả đồng. Yếu nhưng đồng. Có giáp xích kìa. Giáp xích làm sao mà? Yếu nhưng đồng. Thì đâu có chừng. Tôi thấy chị nói rất là lá. Ta nghĩ chỗ đấu rộng hơn và sẽ rất là hay hơn. Có mấy con nó cái gì gì kìa. Wow, chị nói rất là chậm. Ê, một con ra ngoài à. Sốt, tất cả số tiền của tụi bay. Trời ơi, chị Hồng con hai gần khó lầm đi. Chị Hồ một coi mình ngu lầm. Chuột đuổi nó ra rồi còn gì. Và hết số tiền của tụi bay rồi. Thằng nghĩ là đứng đây bắn sẽ an toàn. Vì bị ngu rồi đúng không? Ủa mà sao mũi tên ta hấp sủng vậy? Sẽ xài cái cung cũ. Chịu hồi gia con Slay. Slay. Cho đến cuối ngày rồi. Nó thật sự không buồn cười đến thế. Tao biết Slay. No. My rap. My rap good. Gì rửa tay. Ê, một tiếng ba rồi bà. Ok, thì cũng đã khá là lâu rồi. Vậy nên video này sẽ kết thúc nha các bạn. Đây là bản đồ mới của Survivor và nó rất là chán. Ừ, tiếng rưỡi luôn mà.